Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu như bạn nào là lần đầu tiên xem video của mình thì mình xin giới thiệu lại, mình là Kiên. Và channel của mình thì nói về nước hoa, cụ thể đó chính là review nước hoa, so sánh các bản khác nhau của một chai nước hoa và các trải nghiệm thực tế cùng với chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình về một chai nước hoa nào đó. Nếu như các bạn thấy video của mình hay, kênh của mình hấp dẫn thì các bạn hãy ấn vào subscribe và các bạn đặt chuông để các bạn là người đầu tiên được xem những cái video mới nhất của mình nhé. Nếu như các bạn nào ở Hà Nội thì chắc hẳn cũng biết là thời tiết mấy ngày hôm nay nó khá là dịu mát, nó khá là dễ chịu và không khí có vẻ gần như đang chuyển sang thu rồi. Và thời điểm này trong năm thì mình hay lui tới các trung tâm thương mại để thử những cái mùi hương mới và để tìm cho mình một chai nước hoa mà có thể sử dụng vào mùa đông để có thể đổi gió với những chai nước hoa mà mình đã có ở nhà. Thì cách đây mấy hôm thì mình có tới trung tâm thương mại ngay gần nhà mình ở Liễu Giai và mình có thử nhiều hãng nước hoa khác nhau. Thì tại đây thì mình có gặp một bạn nữ khoảng tầm 20-21 tuổi và bạn ấy có xịt một cái mùi nước hoa nó mang cái nốt hương hoa trắng khá là tuyệt vời. Và sau khi về nhà thì mình có tìm lại và ngửi lại mấy chai đó nước hoa mà mang cái nốt hương hoa trắng ở nhà mình và mình nhận thấy rằng bạn ấy xịt chai nước hoa Gucci Bloom này, mình phải làm video ngay về chai nước hoa này. Nếu như bạn nào thích hãng Gucci này và bạn nào thích cái nốt hương hoa trắng thì đừng bỏ lỡ video lần này nhé. Chai nước hoa Gucci Bloom này được ra mắt vào năm 2017 và có thể nói đây là một chai nước hoa kéo lại sự thành công khá nhiều về mảng nước hoa của nhà Gucci. Và sau phiên bản này thì có khá nhiều phiên bản khác được ra mắt nhằm ăn theo với sự thành công của phiên bản này và để thu được nhiều doanh số về kinh tế hơn, như kiểu là phiên bản này ra mắt 2018 hay là phiên bản này. Và tất nhiên thì đối với mình, những cái phiên bản ra sau thì nó khá khó có thể bật lên được khỏi cái hình bóng của người đàn chị đi trước. Cái mùi hương đầu tiên khi mình ngửi thấy đó chính là cái mùi của xanh xanh của lá và cái mùi của hoa trắng. Cụ thể ở đây nó chính là hoa huệ và hoa nhài khá là rõ rệt. Nó như kiểu là bạn ra một cái vườn hoa huệ vậy và bạn hãy ngửi thấy những cái mùi hơi xanh xanh của lá. Và xong rồi bạn ngắt bông hoa này xuống và khoảng tầm 15 phút sau thì cái mùi xanh này nó dịu xuống. Nó làm huệ và nhài bật lên khá là rõ rệt, chiếm lấy làm chủ đạo. Nó như kiểu là bạn sẽ mang một cái bó huệ về và để trong nhà về, cái mùi huệ nó phảng phất, nó bay khắp phòng. Nó khá là dễ chịu, nó khá là thư thái. Thì khi dry down xuống thì huệ lại nhẹ dần và dành chỗ cho vani, cái vị ngọt của vani. Thì cái mùi hương này nó lại quyến rũ ở những cái nốt cuối nhờ có vani khá là ngọt ngào. Về tổng thể cái mùi hương này thì nó làm mình liên tưởng đến một cô gái khoảng tầm 18 đôi mươi, khá là nhiệt huyết, tràn đầy sức sống, năng động, trẻ trung và hồn nhiên như ở độ tuổi của cô gái đó vậy. Và cái thiết kế của chai này cũng nói lên cái điều đó, rất là đơn giản thôi. Đây các bạn thể thấy là màu hồng của chai và cuối cùng là cái logo chỉ có hai màu đen trắng, rất là đơn giản nhưng mà vẫn cuốn hút người nhìn. Mình thì từng đã thử qua khá nhiều mùi huệ khác nhau rồi, nhưng mà những cái mùi huệ mình ngửi thì nó khá là cầu kỳ, phức tạp và những cái mùi đấy bạn cần mất thời gian khá nhiều để các bạn có thể cảm nhận từng cái nốt hương. Nhưng mà với một cô gái khoảng tầm 18 đôi mươi đang ở mới tuổi thanh xuân, tuổi đẹp nhất của một cô gái thì các bạn có thể làm sao đòi hỏi được cô ấy ở nhiều thứ như một người phụ nữ đã trưởng thành, đúng không? Vậy nên cái mùi hương này mình nghĩ là rất là phù hợp với những bạn trẻ ở độ tuổi đó. Và để sở hữu một chai nước hoa mang thương hiệu rất là nổi tiếng như Gucci thì nhà nước hoa này cũng rất biết cách đánh vào cái thị yếu của người sử dụng. Đó chính là mang đến một cái mùi hoa huệ, hoa trắng rất là nhẹ nhàng, rất là nịnh mũi để các bạn có thể sẵn sàng móc hầu bao của bạn ra để mua chai nước hoa này. Và đó cũng là lý do vì sao chai nước hoa này lại là chai nước hoa kéo lại sự thành công khá lớn cho brand Gucci này. Về cái độ tuổi của sử dụng một chai nước hoa này thì mình nghĩ là các bạn nữ khoảng tầm từ 18 cho đến 23, 24 tuổi sử dụng là hợp lý nhất. Và cái thời điểm sử dụng thì các bạn có thể sử dụng cả ngày luôn được. Và các bạn có thể lựa chọn đây làm signature scent cho các bạn, bởi vì đây là một cái mùi khá là nịnh mũi, không gây khó chịu cho những người xung quanh và mùi nó cũng khá là an toàn. Về cái phong cách mà chai nước hoa này thể hiện thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những bạn nữ
có cái phong cách khá là trẻ trung, năng động và đặc biệt là phải hồn nhiên và hơi bánh bèo một chút. Mình liên tưởng đến cái việc là bạn một bạn nữ ở độ tuổi 18 đôi mươi, bạn mặc một chiếc váy trắng, bạn mái tóc bạn xõa dài và khuôn mặt bầu xinh xắn, đôi môi hồng, bạn xịt chai nước hoa này và bạn đi ra đường vào những đám đông, thì mình đảm bảo với bạn là bạn sẽ thu hút được rất nhiều ánh nhìn. Cái ánh nhìn của đàn ông ở đây thì nó không giống những cái ánh nhìn của những chai nước hoa mà khác mang tới, nó như kiểu là chai nước hoa Narcissus Surrogate mà mình đã review. Đó, cái mùi xạ hương thì nó lại mang cái tính chất gợi dục, nhưng mà chai nước hoa này thì nó lại mang đến cho mình một cảm giác kiểu là người đàn ông muốn được che chở, muốn được bảo vệ phụ nữ, chứ không phải là muốn được chiếm lấy cô ấy. Đó, nếu như bạn là phong cách như vậy thì đây là chai nước hoa mà bạn nên thử. Về cái độ bám tỏa chai nước hoa này thì nó bám trên da mình tầm 6 đến 8 tiếng và nó tỏa hương một tầm nửa cánh tay. Mình không có ý kiến gì về cái việc bám tỏa chai nước hoa này cả. Và về cái giá tiền của chai nước hoa này thì nó khoảng tầm hơn 2 triệu đồng cho 100ml. Đấy, cái phiên bản mình đang cầm trên tay. Cuối cùng là về mặt chấm điểm của chai nước hoa này. Đầu tiên là về mùi hương thì mình sẽ chấm cho 4 trên 5 điểm. Tại sao mình lại chấm như vậy? Mình là một người không thích những cái nốt hoa trắng, đặc biệt là nốt huệ. Mình đã ngửi những cái nốt huệ mà mình có lẽ là mình không ấn tượng và mình không đánh giá cao và mình không thích cái nốt huệ. Nhưng mà đây là một cái nốt huệ mà mình gọi là mình chấp nhận được, bởi vì cái mùi hương nó khá là nhẹ nhàng, nó khá là đơn giản và nó nịnh mũi, nên mình sẽ để cho số điểm là 4 trên 5. Về cái độ bám tỏa thì mình cũng chỉ để 4 trên 5 thôi. Và về cái giá tiền, với một brand nổi tiếng như này, brand thời trang nổi tiếng Gucci, thì ngoài việc bạn sử dụng cái được cái mùi hương nó nịnh mũi, nó dễ dùng, thì các bạn còn được sử dụng một cái brand rất là nổi tiếng rồi, thì tất nhiên giá tiền khoảng tầm hơn 2 triệu đồng nó là chấp nhận được và mình sẽ để 4 trên 5 điểm. Và tổng thể thì mình sẽ đánh giá chai nước hoa này 4 trên 5 điểm. Nếu như các bạn đang tìm một chai nước hoa có nốt hương hoa trắng, đặc biệt là huệ và nhài, dễ dùng, dễ nịnh mũi mà còn là brand nổi tiếng, hoặc đơn giản là đang tìm một chai nước hoa sử dụng vào mùa thu sắp tới, thì đây sẽ là một lựa chọn mà các bạn không nên bỏ qua. Nó chỉ có một cái điểm yếu duy nhất, đó chính là mùi hương khá là đơn giản, không cầu kỳ, không phức tạp. Nếu như bạn nào có cái yêu cầu về mùi hương nó phải tầng tầng lớp lớp, mất thời gian và bạn muốn cảm nhận, hưởng thụ, thì đây sẽ không là lựa chọn dành cho các bạn. Vậy các bạn đã có chai nước hoa này trong tủ của bạn chưa? Các bạn thấy mùi hương của nó ra sao? Có đúng với những gì mình đã review không? Hãy bình luận ở bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho mình. Xin chào và hẹn lại. À quên, sắp tới thì mình có làm review một hãng nước hoa của Việt Nam. Các bạn có muốn đoán thử xem đó là hãng nước hoa gì không? Hãy bình luận bên dưới nhé. Và hãy chờ video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.